tại trung tâm vũ trụ Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, tàu vũ trụ Chandrayaan 3 đã được phóng lên. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ, ISRO, đã thành công trong việc đưa tàu vũ trụ Chandrayaan lên mặt trăng trong lần thử thứ 3. Trong khi Chandrayaan 3 đã thành công, tàu thăm dò vô người Luna 25 của Nga đã mất quỹ đạo và rơi xuống bề mặt mặt trăng. Chính sách vũ trụ SPD 1 Moon on First của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với ý nghĩa trở lại mặt trăng đã khiến thế giới lần nữa quan tâm đến mặt trăng. NASA đang lên kế hoạch để đưa con người trở lại mặt trăng sau nửa thế kỷ với chương trình Artemis Program. Mặt trăng, nơi trở thành sân khấu của việc khám phá vũ trụ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao thế giới lại chú ý đến mặt trăng. Thay vì cạnh tranh về việc ai là người đưa con người đến mặt trăng trước, hiện nay, thế giới đang nhìn nhận mặt trăng như một khu vực giàu tài nguyên. Sự tiến bộ trong các thiết bị thăm dò vũ trụ có thể hoạt động trong môi trường vũ trụ cực đoan và kinh nghiệm về công nghệ điều khiển bay và hạ cánh trên mặt trăng đã giúp nâng cao ý thức về việc khám phá vũ trụ và đảm bảo nguồn tài nguyên phong phú của mặt trăng. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới đang tham gia vào cuộc đua khám phá mặt trăng để xây dựng các căn cứ trung gian có thể khám phá vũ trụ xa hơn. Việc biến mặt trăng thành một căn cứ nghiên cứu như vậy có phù hợp không? Mặt trăng là một không gian vũ trụ không có khí quyển, nên các nhà nghiên cứu đang tiến hành công việc xác nhận liệu môi trường này có thể là nơi mà các nhà nghiên cứu có thể sinh sống và làm việc, và liệu có thể khai thác được các nguồn tài nguyên trên mặt trăng để đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cho việc khám phá vũ trụ không. Với góc nhìn đó, khu vực nam cực của mặt trăng mà Chandrayaan đang thăm dò đặc biệt có ý nghĩa. Cực nam của mặt trăng là nơi mà bóng tối kéo dài vĩnh viễn, và các nhà khoa học đang nỗ lực để xác minh liệu có nước tồn tại ở đây hay không. Một khi tìm thấy nước, nó có thể trở thành một nguồn tài nguyên nước uống quan trọng cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian trong tương lai. Ngoài ra, nước có thể được tách để thu về hydro làm nhiên liệu cho tên lửa. Chandrayaan sử dụng phương pháp phân tích phổ plasma được hướng dẫn bằng laser, LIBS, để xác định các nguyên tố như lưu huỳnh, nhôm, sắt, chrome, cũng như phát hiện dấu vết của silic và oxy trong đá và đất. Kết quả đo được cho thấy nhiệt độ ở Nam Cực là 50 độ C và nhiệt độ đất là âm 50 độ C. Ngay khi vừa đặt chân đến, chúng đã cho thấy sự hoạt động tích cực của mình. Chương trình Artemis của NASA được thực hiện theo Apollo Project trong quá khứ. Nó được đặt theo tên của Artemis, nữ thần song sinh của Apollo trong thần thoại Hy Lạp, và dự định gửi cả nam và nữ phi hành gia đến mặt trăng vào năm 2024. Kế hoạch khám phá sao Hỏa được lên kế hoạch trong Artemis Program là một dự án hợp tác đa quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc tham gia, trong đó một số hoạt động phát triển được giao cho các công ty tư nhân. Việc khám phá mặt trăng không chỉ là để thử nghiệm khả năng thích ứng với chuyến du hành vũ trụ dài hạn của con người, mà còn để phát triển các cơ sở vũ trụ lưu động trên mặt trăng. Trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa, đây là hướng đi mới mà NASA đã định ra. Viện Nghiên cứu Thiên văn học Hàn Quốc đã quyết định gửi máy theo dõi môi trường vũ trụ mặt trăng LUSM tới NASA. LUSM là một thiết bị dùng để xác định trạng thái của các hạt cơ bản như electron và proton từ mặt trời và không gian. Trái đất an toàn vì có bầu khí quyển nhưng mặt trăng thì không, nên nếu tiếp xúc mà không có biện pháp bảo vệ thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên nó là thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn cho việc khám phá không gian. Ngoài LUSM, Việt Nam cũng nên chú trọng đến việc phát triển tàu thám hiểm mặt trăng của riêng mình. Do Đông Nam Á vẫn chưa xác lập được vị thế độc tôn về phát triển không gian và đại dương, nên việc mở đường trong các lĩnh vực chưa được khai thác là điều quan trọng. Hãy cùng mong đợi xem những quốc gia nào sẽ giành quyền kiểm soát trong cuộc đua sắp tới giữa mặt trăng và đại dương. Bạn thấy chủ đề hôm nay thế nào? Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé! Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA Học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.